lá dứa ở phía dưới nè. Xoay cái này thoải mái được nè. Rồi bây giờ là phải đi trả phòng, hết tiền rồi, phải trả phòng, đi ra chỗ khác ở thôi, trả phòng đi bụi thôi, ở năm sau tốn tiền quá rồi đi bụi, mà còn cô bác anh chị mình đấy dọn đồ. Căn phòng 5 sao resort đã quá nhưng mà không thể ở lâu được. Đông quá trời đông khách luôn. Bây giờ trả phòng thì có cách khác vô nhận phòng nè. Vẫn phải xếp hàng. Đúng là resort 5 sao Đà Nẵng này không có ế. Đông quá trời khách luôn. Rồi bây giờ lên taxi di chuyển đi thôi. Dạ, em ghé thẻ luôn. Cái này em gửi đi. Rồi bây giờ nó chuyển qua một cái khách sạn khác nha. Khách sạn này ở ngay trung tâm Đà Nẵng nè. Và nó như thế nào, phòng ốc ra sao, Nick cũng sẽ chia sẻ lại luôn cho quý cô anh chị mình cùng xem nha. Đây là tầng 12. Thấy cũng khá ok, giờ cắt đồ cái review luôn nha. Đầu tiên là cái giường. Cái phòng này là một giường lớn ha. Cũng rộng lắm, chắc cỡ 1m8 lận á. Hai bên là hai cái đèn bàn ở đầu giường. Ở đây nhìn xuyên cửa kính vào cái nhà vệ sinh bên trong luôn. Đây mở cửa sổ cho nó sáng sủa. Wow, nhìn xuống đường phố. Sáng trưng luôn. Wow, nhìn được cầu Trần Thị Lý là Ngũ Hành Sơn với kia. Rồi mấy con đường lớn này, như là trước đây là đường Ngô Quyền. Những kia là sông Hàn. Chắc là ra cầu Trần Thị Lý rồi cầu Rồng là gần đây thôi. Rồi, remote để bật máy lạnh. Đây, sẵn cho mình đây, ấm đun nước nè. Ở đây có một cái để mình đựng nước, trà, cà phê, tách, hai chai nước miễn phí, máy sấy tóc. Đây là mini bar. Ồ, trong đây cũng có để bia, nước ngọt, nước suối, cái này chắc là tính tiền nè. Đây, cái tủ quần áo nè. Khá là rộng luôn. Đây, mấy cái móc. Rồi trong đây thì cái này, cái safety box này cũng khá là nặng nè. Cái bên đây là một cái ngăn tủ khác, cũng có thể treo đồ để giày dép này kia.
Rồi phòng vệ sinh à, để nick cho lại coi. Một cái bồn rửa mặt nè, rồi nguyên cái khay, lông mặt, rồi lotion thôi, sữa tắm, rồi kem đánh răng bằng chải đánh răng, được chải đầu, dao cạo râu, đồ che tóc phụ nữ để tắm, ly tách để trong đây, rồi cái bồn cầu. Cái này có cái màu xịt là rất là thích nè. Hôm bữa ở Hyatt Regency kiểu kiểu phương Tây, kiểu Mỹ gì đó thì lại không có cái màu xịt này. Cái này là theo kiểu Việt Nam, kiểu châu Á hơn tí, là có màu xịt rồi khá thuận tiện. Còn cái bồn ngâm này, đây cái bồn ngâm vòi sen tắm đứng, có thể xả nước ngâm. Rồi chỗ này là có thể nhìn ra à, ngoài kia phòng có một cái rèm cửa, chắc là kéo ra phòng nhìn view nữa, tí nữa nó kéo ra luôn. Nhưng mà ở đây có thể kéo cái này xuống à, che cái phòng tắm lại nếu cần thiết là che lại à, không thì mình kéo lên. À, bây giờ ra coi cái salon và cái cửa kính ngoài kia view nó như thế nào nha. Còn một cái cân nữa, cân điện tử bằng kính trong nè, đứng lên cái mình cân nó biết mình cân bao nhiêu, bao nhiêu ký hay đi tập thể dục buổi sáng. Rồi đi ra chỗ này, hai cái ghế salon, phòng thì không có hút thuốc nha, để non smoking nè. Cái cửa sổ này rất là rộng luôn. Rồi nhìn xuống ngoài biển ngoài kia rồi. Phòng này ngay góc đẹp quá luôn, cửa kính quá rộng luôn, biển Đà Nẵng ngoài kia, bán đảo Sơn Trà bên kia. Rồi dọc ngoài biển ngoài kia, còn đây là trong phố nè, nhìn xuống nhà của người dân ở quá trời dưới đây luôn. Ồ bên đây còn nữa. Wow, view này rộng luôn. Mở ra là cửa kính ôn thấy rồi, cầu rồng bên đây. Nè, cầu rồng Đà Nẵng rất là nổi tiếng nè. À, nhìn thấy được một phần của cầu rồng. Rồi, cái bàn làm việc này rất là lý tưởng luôn nè. Kéo bàn làm việc ngồi đây, tối ngắm xuống đường phố quá đã luôn. Cái phòng này tương đối là khá rộng rãi luôn nha. Đây, thì cameraman zoom nhỏ lại là cho mọi người thấy phòng rất là rộng, rất là thích. À, căn phòng này ok, ngay góc này quá tuyệt luôn. Cửa sổ bên đó, cửa kính bên đây, rộng, nhìn view toàn cảnh đẹp quá. Buổi tối mà lên đèn nhìn xuống thành phố chắc là rất là tuyệt vời luôn. À, thấy phòng này khá là ok đó, và cái dịch vụ kèm theo ở dưới như thế nào để Nick đi tìm hiểu và quay lại chia sẻ luôn cho cô chú chị các bạn nha. Bây giờ thì đi khám phá khách sạn đây. Đây là khu vực tầng 4 của khách sạn nè. Ở một bên thì Nick thấy là có khu vực spa và massage. Còn đối diện á, thì là một cái hồ bơi. Hồ bơi cũng khá là lớn nha, nhưng mà nằm ở trong nhà. Nhưng mà phía ngoài kia là có cửa kính là nhìn xuống dưới đường phố nha. Rồi Nick đi quanh cái hồ này vậy tí xíu luôn cho mọi người xem nha. Ở đây có nhiều cái ghế có thể nằm thư giãn được luôn, nhưng mà trong mát không phải ngoài trời. Còn ở đây là có một cái bàn ping pong, cái này cũng ok chơi được, nhưng mà không biết chơi đánh chắc nó dằn rất đất xà lắm. Rồi kế bên có một cái phòng gym nè, phòng gym Nick thấy là cũng nhiều thiết bị nha. À, cũng có mấy cục tạ rồi máy tập đủ thứ các loại, cũng khá là đầy đủ tươm tất nè, máy chạy bộ luôn.
Đây là khu vực cầu thang kết nối giữa tầng 1 với lại sảnh lễ tân với tầng mặt đất nè. Khu vực sảnh rất là lớn á. Cầu thang thì uốn cong nhìn cũng khá là hay. Đây là khu vực lễ tân nè, thấy không gian khá là rộng, trần cao, thoáng lắm nha. Ở trên trần trang trí những cái đèn cũng khá là sang. Ở ngoài mặt tiền đó là giáp với đường Ngô Quyền. Cầu thang lên tên lên tầng trên chỗ ăn sáng mỗi buổi sáng. Khu vực này có nhiều cái ghế ngồi chờ rất là thoải mái. Rồi kế bên là có cái quán bar rộng rãi. Khu vực thang máy thì có tới 5 thang máy, nên thấy là lên xuống khá là nhanh nè. Đây là khu vực ăn sáng của khách sạn nè. Buổi sáng thì Nick thấy là cũng khá là đông khách nè. Khu vực này rất là rộng, nhiều bàn ngồi, rất là thoải mái luôn. Nick xem ở đồ ăn trong chỗ ăn sáng gồm những gì nè. Đây là khu vực salad, các loại nước sốt, nước chấm, thịt ba chỉ hun khói, xúc xích, mì sốt cà chua. Đây, cái món súp thập cẩm. Và đây là cháo trắng nè. Cháo trắng thì kế bên có hộp vịt muối và tôm rim. Rồi thịt heo rim, chà bông, tiêu, hành, ngò, vịt tầm lắm hết. Sườn nấu rượu vang. Wow, ngon quá. Phở xào hải sản. Bên đây là bắp xào tép khô. Cái này cũng khá là lý thú nè. Cơm chiên trứng. Bên đây là há cảo, món điểm tâm luôn. Kế bên là xôi đậu phộng. Wow, có món xôi truyền thống nữa nè. Wow, mở ra cái thơm lá dứa ở phía dưới nè. Xôi thì có muối, mè, đậu phộng. Bên đây là khu vực trái cây, có quýt, mận, chuối, thanh long, thơm, dưa, táo. Bên đây là khu vực đồ ngọt, bánh mì, bơ, lò nướng. Còn khu vực bên đây để xem có những gì. Ở đây có mít non trộn tôm thịt. Wow. Mít non trộn tôm thịt nè, bánh hỏi nè, ăn với chả lụa, rồi bánh nậm, chả lụa, kim chi, bánh ít mặn, salami, khoai tây chiên kiểu tiệp, rồi bún trộn dây, có món chay nữa, salad chay, bánh cam, bánh cam, chả giọt chay, khoai sắn, bắp luộc. Mấy người ăn chay là ăn cái này thoải mái được nè. Bên kia, bên đây là nấm xào chay. Gần hết rồi ăn chay mà nhiều người ăn ra luôn. Bên kia còn một góc bếp nữa. Để Nick qua xem nó như thế nào nha. Bên đây là quầy trứng chiên.
Mình muốn ăn ốp la thì qua đây luôn, có bếp nấu cho mình. Có mì quảng gà, bún ốc riêu cua. Bên đây là khu vực nước uống nè, thấy có một số loại nước ép như là nước ép cốc, ép dưa hấu, ép táo, ép đào, nước detox, sữa tươi, nước lọc, trà, cà phê. Một số ngũ cốc ăn với sữa, có sữa chua trên đây, rồi chè đậu đen nữa. Nhìn chung là các món ăn khá đầy đủ, nhiều món mà rất là tươm tắt ha. Ở trong buffet sáng của khách sạn Mường Thanh này thì cũng khá là nhiều đồ ăn, nhìn cũng ok nha. Nhưng mà biết thấy là cái món mì quảng nè, món đặc trưng ở đây, nên chọn liền cái món này. Thề bánh tráng lên nó hấp dẫn. Bánh tráng giòn rụm luôn. Cái nước dùng mới đầu nếm vô cảm giác hơi nhạt nhỉ. Nếm lần thứ hai thấy nó cũng vừa rồi, nó thấy là ok. Ăn món mì Quảng đặc trưng xứ Quảng. Mời mấy cô bác anh chị cùng ăn mì Quảng buổi sáng với nó nha. Ăn mì Quảng xong rồi nhưng mà còn nhiều món rất là thích, đi chọn một cái món gì đặc trưng của Việt Nam nữa. Bây giờ là lấy một tí xôi nè, bỏ cái muối mè đậu phộng đó, rồi một cái bánh ú, cái bánh ít đó. Những cái món này tuổi thơ tuổi nhỏ phải ăn nhiều rồi, bây giờ là thấy trong đây có cũng không thể bỏ qua, thử luôn nha chú anh chị các bạn nha. Xin mời mọi người. Quá lạ. Lọc cái bánh ú này ra xem sao. Gói bằng lá chuối nè. Wow. Mùi lá chuối gói nhìn cái bánh ú từ rõ luôn, nhìn thấy đã. Có thịt mỡ nhưng đậu xanh bên trong nữa nè. Trời ơi, ngon quá, ngon quá. Hương vị quê hương này. Lấy nó ra để trên dĩa luôn. Rồi, xin mời quý cô bác anh chị các bạn nha. Ngon quá ngon. Sau khi mà xem phòng xong rồi, đi coi các dịch vụ của khách sạn này cũng như trải nghiệm bữa ăn sáng, chắc chắn là nhiều cô bác anh chị mà thắc mắc không biết là cái giá phòng ở đây có cao hay không nè. Nếu mà Nick nói ra cái giá thì chắc là mọi người sẽ rất ngạc nhiên luôn. Cái giá phòng mà Nick đã bốc vỡ ở đây á, chỉ có hơn 900 ngàn mà thôi. Tính ra đô la Mỹ hiện tại thì nó khoảng 30 mấy, chưa tới 40 đô một đêm nữa. Hai phòng mà cho hai người bao gồm ăn sáng luôn nha, rất là rẻ thôi.
Và nó cũng thật sự là khá bất ngờ với cái giá này, khách sạn 4 sao chuẩn của Mường Thanh. Thật ra Mường Thanh thì tập đoàn của Việt Nam, nếu mà nói về dịch vụ chất lượng thì chắc chắn là so với khách sạn quốc tế là có thể không bằng đâu, nhưng mà về độ lớn là phòng ốc thì dịch vụ nếu thấy cũng khá là ok đó. Nếu mà mình không muốn tốn nhiều tiền cho những khách sạn khác thì khách sạn này cũng khá là ok và thuận tiện lắm, bởi vì từ đây mà đi bộ qua cầu Rồng á thì khoảng 5 phút là tới rồi, và ra chợ đêm buổi tối có thể đi cầu Rồng, đi coi cuối tuần nó có phun nước phun lửa gì đó rất là lý thú luôn, vị trí trung tâm cũng khá là thuận lợi cho mọi người nha. Cho nên là nếu của anh chị mình có thể lựa chọn, đây là một trong những điểm mà mình có thể là ở khi mình đến du lịch tại thành phố Đà Nẵng nè. Ngoài ra thì ở đây có rất rất là nhiều khách sạn xung quanh dọc bờ sông Hàn rồi ngoài biển nữa, nhiều lựa chọn lắm. Tuy nhiên đây cũng là một trong những lựa chọn mà Nick có thể là recommend cho mọi người ha. Và video clip review khách sạn Mường Thanh, đây là Mường Thanh Brand nha, thì đến đây nó cũng xin tạm dừng rồi. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nè. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và gặp lại trong những video clip phía sau. Chào tạm biệt tất cả mọi người, chúc một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt, bye.